Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị hãy theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 5 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, Đài truyền hình Đông Phương Trung Quốc cho biết, với tốc độ dòng chảy 7.800 m khối trên giây thì sau 30 phút xả nước, lượng nước được xả có thể lấp đầy Tây Hồ. Vào 9 giờ sáng ngày 3 tháng 8, hồ chứa nước của đập thủy điện Tân An Giang, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc mở tiếp cổng xả lũ số 2 và số 8, ghi nhận toàn bộ 9 cổng xả lũ được mở lần đầu tiên trong lịch sử sau 61 năm xây dựng, kể từ năm 1959. Theo tờ The Paper Trung Quốc, sau khi 9 cổng được mở, hiện trường như đang trải qua trận mưa vô cùng lớn. Một sông tựa như mặt biển với từng đợt sóng lớn trắng xóa cuồn cuộn chảy. Còn theo mô tả của phóng viên báo Tiền Giang buổi tối thì cảnh tượng chẳng khác gì cuồng phong gầm thét. Đài truyền hình Đông Phương Trung Quốc cũng cho biết với tốc độ dòng chảy 7.800 m khối trên giây thì sau 30 phút xả lũ, lượng nước được xả có thể lấp đầy Tây Hồ. Do đập thủy điện xả lũ nên mực nước sông ở Hạ Du cũng không ngừng dâng cao. Tính đến 10 giờ cùng ngày, mực nước bề mặt sông cách gầm cầu Tử Kim chỉ khoảng 3 mét trước việc đập thủy điện mở cửa toàn bộ 9 cổng xả lũ. Toàn thành phố Hàng Châu đã bố trí 938 cơ sở lưu trú tránh lũ, khẩn cấp di chuyển 43.808 người tới nơi an toàn. Trước đó, tính đến 6 giờ ngày 3 tháng 8, mực nước trong hồ chứa đập Tân An Giang đã đạt 108,37 m. Và nếu tiếp tục dâng cao, dự báo nó sẽ lập mức nước cao nhất trong lịch sử. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 61 năm kể từ khi xây dựng, đập thủy điện Tân An Giang mở toàn bộ 9 cổng xả. Vào lúc 6 giờ ngày 3 tháng 8, mực nước của hồ chứa đập thủy điện Tân An Giang, tỉnh Chiết Giang đạt 108,37 m và tiếp tục dâng cao. Do đó, Sở Tài nguyên nước tỉnh ra quyết định, bắt đầu từ 9 giờ cùng ngày, hồ chứa sẽ mở toàn bộ 9 cổng để xả lũ. Như vậy, tổng lưu lượng là 7.800 m khối trên giây. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 61 năm kể từ khi xây dựng, đập thủy điện Tân An Giang mở toàn bộ 9 cổng xả. Lần duy nhất trong quá khứ đập này mở 9 cổng xả là trong quá trình xả thử nghiệm vào năm 1966. Nhưng tại thời điểm đó, mực nước cao nhất hồ chứa chỉ là 103,08 m. Đáng chú ý, khi các cổng xả lũ được mở, từng đàn cá mè hoa cũng theo dòng nước thoát khỏi hồ chứa, mà theo mô tả của truyền thông Trung Quốc thì đây là cảnh tượng cá bay đầy trời. Wow, toàn là cá đấy, một người dân thốt lên khi chứng kiến cổng thủy điện xả lũ. Theo phóng viên báo Tân Kinh Trung Quốc Thường Chắc Cần, những đàn cá này hoặc vốn đã sống ở hồ Thiên Đảo, nơi xây dựng đập thủy điện Tân An Giang, hoặc từ các bè nuôi cá của người dân quanh hồ Thiên Đảo do mưa lớn mà thoát ra ngoài. Một số hình ảnh được cho là người dân Chiết Giang thu hoạch cá mè hoa do đập thủy điện Tân An Giang xả lũ. Hôm 3 tháng 8 vừa qua, hồ chứa nước của đập thủy điện Tân An Giang ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã buộc phải mở toàn bộ 9 cửa xả lũ lần đầu tiên trong lịch sử. Theo Thời báo Hoàn Cầu, đợt xả lũ này đã gây ảnh hưởng tới khoảng 300.000 người dân ở thị trấn Kiến Đức thuộc thành phố Hàng Châu của tỉnh này, đồng thời gây ra thiệt hại kinh tế khoảng 124 triệu nhân dân tệ, khoảng 17,7 triệu đô la Mỹ, tính đến tối ngày 3 tháng 8 vừa qua. Khoảng 300.000 người ở 8 thị xã và thị trấn của Kiến Đức đã chịu ảnh hưởng của dòng nước lũ, trong đó bao gồm 9.060 người đã được sơ tán từ trước đó. Kể từ sau khi đập Tân An Giang xả lũ hết công suất, 12 ngôi làng đã chìm trong nước lũ, hơn 650 ha đất trồng trọt bị tàn phá và 41 công ty trong khu vực đã hứng chịu tác động trực tiếp. Thời báo Hoàn Cầu cho biết, ước tính tổng thiệt hại kinh tế đối với các ngành nông nghiệp, công nghiệp, khai thác mỏ, cơ sở hạ tầng tại khu vực chịu ảnh hưởng của dòng nước lũ từ đập Tân An Giang có thể lên đến 124 triệu nhân dân tệ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 61 năm kể từ khi xây dựng đập. Đập thủy điện Tân An Giang mở toàn bộ 9 cổng xả. Lần duy nhất trong quá khứ đập này mở 9 cửa xả là trong quá trình xả thử nghiệm vào năm 1966. Nhưng tại thời điểm đó, mực nước cao nhất hồ chứa chỉ là 103,08 m. Được biết, vào sáng ngày 3 tháng 8, mực nước đo được tại hồ chứa nước Tân An Giang là 108,45 m. Buổi tối cùng ngày, hơn 12 tiếng sau khi hồ chứa này bắt đầu xả lũ, mực nước đo được tại đây là 108,4 m, vẫn cao hơn 1,9 m so với ngưỡng tràn. Theo Thời báo Hoàn Cầu, một tiếng sau khi toàn bộ 9 cửa xả lũ được mở, nước lũ tại khu vực thị trấn Kiến Đức đã dâng lên đến tầng 2 của các nhà dân trong vùng.
Truyền thông Trung Quốc mô tả dòng nước lũ như cuồng phong gầm thét, khiến mặt sông biến thành mặt biển với từng đợt sóng lớn trắng xóa cuồn cuộn chảy. Kể từ khi Hàng Châu bước vào mùa mưa hồi tháng 5 vừa qua, tổng lượng mưa tại thành phố này tính đến thời điểm hiện tại đã đạt 710mm, gấp 2,7 lần so với mực nước thông thường. Và cơ quan dự báo khí tượng Hàng Châu cũng cảnh báo tình trạng mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố. Tính đến 6 giờ ngày 3 tháng 8, thành phố Hàng Châu đã sơ tán hơn 43.800 người và thiết lập 937 điểm cư trú tạm thời trên địa bàn thành phố. Các vật dụng, phương tiện khẩn cấp bao gồm 1.937 chiếc thuyền, 1.117 máy bơm nước và 2.300 áo phao đã được phân phát cho người dân địa phương để đối phó với tình trạng lũ lụt. 481 đội cứu hộ với hơn 20.000 nhân viên đã tham gia các chiến dịch giải cứu và chính quyền thành phố cũng đã phát cảnh báo trên mạng xã hội tới hơn 10 triệu dân địa phương với những nơi nguy hiểm hay ngập lụt nghiêm trọng. Một đoạn đê trên sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang đi qua tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã bị vỡ vào tối ngày 4 tháng 8. Hôm ngày 3 tháng 8, sau nhiều ngày mưa lớn ảnh hưởng tại khu vực này, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV dẫn tin từ giới chức tỉnh Giang Tây cho hay, vào khoảng 20 giờ 35 phút tối ngày 3 tháng 8 theo giờ địa phương, một đoạn đê dài khoảng 50m tại địa bàn trấn Phiên Dương thuộc huyện Phiên Dương đã xuất hiện tình trạng vỡ đê. Người phụ trách Cục Thủy lợi huyện Phiên Dương cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước ở lưu vực Sương Giang, chỉ hệ thống sông ngòi khu vực Phiên Dương đã dâng lên nhanh chóng, gây ra tình trạng vỡ đê, tác động đến diện tích đất canh tác khoảng 1.000 ha nằm ở vùng trũng. Tân Hoa Xã cho hay, đến 1 giờ sáng ngày 4 tháng 8, mực nước sông Dương Tử tại khu vực này vẫn tiếp tục dâng lên, tràn vào đất trồng của làng Đa Cao ở phụ cận. Theo quan chức trên, sau khi xảy ra vỡ đê, chính quyền bản địa đã vào cuộc đẩy nhanh việc di rời người dân đến khu vực an toàn, đồng thời tổ chức lực lượng công tác để thảo luận giải pháp hộ đê. Có khoảng hơn 600 nhân viên, gồm cảnh sát vũ trang, cứu hỏa, quan chức địa phương, các đơn vị cứu hộ tham gia ứng phó tình trạng khẩn cấp. Tính đến 2 giờ 40 phút ngày 4 tháng 8, hơn 9.000 cư dân bị nước lũ đe dọa do vỡ đê đã được sơ tán một cách an toàn, chưa ghi nhận có thương vong. Nhiều thị trấn và thành phố tại tỉnh Giang Tây như Nam Sương, Cửu Giang đã hứng chịu mưa lớn trong nhiều ngày qua, gây ra tình trạng lũ lụt nặng nề. Tại huyện Bà Dương, lượng mưa được xác định lên đến 547,2mm, khiến nhà chức trách phải nâng cảnh báo ứng phó khẩn cấp từ mức 3 lên mức 2 trong thang cảnh báo gồm 4 mức độ. Mưa lớn hoành hành tại miền Nam Trung Quốc từ đầu tháng 5 vừa qua đã phá kỷ lục 80 năm qua của nước này, ảnh hưởng đến đời sống hàng triệu người và gây thiệt hại lớn về kinh tế. Đến ngày 3 tháng 8, mưa lũ ở các vùng dọc theo sông Dương Tử đã khiến hơn 130 người bị cho là thiệt mạng hoặc mất tích. Kính thưa quý vị, trong một thông báo được công bố vào cuối ngày 23 tháng 7, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết 9.300 ngôi nhà đã bị sập và 3,71 triệu hectare đất nông nghiệp thiệt hại do lũ lụt với thiệt hại kinh tế trực tiếp theo ước tính khoảng 13,35 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,93 tỷ đô la Mỹ. Bộ này cũng cho biết hơn 4.300 người đã được giải cứu khỏi nước lũ, nơi ảnh hưởng đến các khu vực trải dài từ tỉnh Quảng Đông ở phía Đông Nam đến Trùng Khánh, phía Tây Nam Trung Quốc trên thượng nguồn sông Dương Tử. Vào mùa hè, Trung Quốc thường xuyên trải qua hạn hán ở vùng cực Bắc và lũ lụt ở miền Nam. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã cảnh báo các khu vực phía Bắc đất nước phải đối mặt với lượng mưa thấp hơn trong năm nay, trong khi mưa lớn theo dự báo sẽ làm tăng rủi ro lũ lụt ở thượng nguồn sông Hoàng Hà. Trích dẫn Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt địa phương, Tân Hoa Xã cho biết, vụ sạt lở xảy ra vào ngày 2 tháng 8 khi 1,5 triệu mét khối đất rơi xuống một nhánh của sông Trường Giang gần thành phố Ân Thi thuộc tỉnh Hồ Bắc, hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết. Cơ quan Thời tiết Trung Quốc ngày 3 tháng 8 cho biết nước này đã hứng chịu những cơn mưa xối xả trong tuần này, làm tăng thêm rủi ro lụt lội trên khắp đất nước. Cảnh báo màu đỏ đã được tuyên bố tại các tỉnh An Huy và Giang Tây. Những nơi bị chia cắt bởi sông Trường Giang, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cũng đã cảnh báo vào ngày 1 tháng 8 rằng mực nước ở sông Trường Giang các hồ liền kề sẽ tiếp tục tăng. Các cơ quan của bộ này cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ mực nước tại đập Tam Hiệp, nơi đang chứa lượng nước khổng lồ để giảm bớt rủi ro lũ lụt ở hạ lưu và hiện cao hơn 16 mét so với mức cảnh báo chính thức. Những con đập khổng lồ của Trung Quốc đã được kiểm tra nghiêm ngặt trong những tuần gần đây. Darren Magee, giáo sư Đại học Hobart và William Smith, Mỹ, người am hiểu về các vấn đề về nước ở Trung Quốc cho biết, các con đập ngăn chặn dòng chảy trầm tích và làm giảm khả năng của vùng đồng bằng và vùng ngập nước ở hạ lưu để hấp thụ nước lũ. Nhu cầu tạo ra năng lượng cũng có thể làm giảm các nỗ lực kiểm soát lũ lụt, ông Magee nói thêm.
Kiểm soát lũ lụt đòi hỏi phải giữ nước và sản xuất điện đòi hỏi phải thoát ra ngoài, ông Magi nhấn mạnh. Lũ lụt ở huyện Poyang, tỉnh Giang Tây đã đẩy mực nước hồ Poyang, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, lên hơn 22,52m, mức cao lịch sử và cao hơn mức báo động 19,5m. Đến tối ngày 1 tháng 8, chính quyền quân sự tỉnh đã cử hàng ngàn binh sĩ để hỗ trợ tăng cường khu vực bờ hồ bị ngập gần 9km. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ 4 cấp, trong đó cấp 1 thể hiện mức độ nghiêm trọng nhất. Cho đến nay, khoảng 141 người đã chết hoặc mất tích trong trận lụt vốn tàn phá 3,53 triệu hectare đất nông nghiệp và san phẳng 28.000 ngôi nhà, tổng thiệt hại kinh tế lên đến 82,23 tỷ nhân dân tệ, tương đương 11,75 tỷ đô la Mỹ, Tân Hoa Xã đưa tin ngày 2 tháng 8. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, 212 con sông đã vượt quá mức báo động kể từ đầu tháng 7, với 19 trong số đó đã tăng mực nước lên mức cao lịch sử. Trung Quốc cho rằng nguyên nhân gây ra mưa lũ là do tình hình thời tiết bất thường, bao gồm cả độ ẩm đến từ Biển Đông và Ấn Độ Dương là nguyên nhân trực tiếp. Tuy nhiên, quốc gia này cũng thừa nhận những thay đổi lâu dài trong mô hình khí hậu đã khiến Trung Quốc dễ bị tổn thương hơn. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.